Chiều nay ngày 8 tháng 9, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã quyết định đặc cách trao ngay giải thưởng vô lăng vàng 2016 cho lái xe Phan Văn Bắc, người đã dũng cảm cứu xe khách mất phanh trên đèo Bảo Lộc. Theo người tài xế dũng cảm này, gần 10 năm trong nghề lái xe, hàng ngày qua lại đèo Bảo Lộc, đó là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng đáng sợ khi hàng chục hành khách hô tay cầu cứu trên chiếc xe mất phanh. Lúc đó chẳng nghĩ được gì ngoài việc cứu người, anh cũng không nghĩ đến việc chiếc xe mình lái thuê sẽ bị hỏng ra sao, phải bồi thường như thế nào. Trong khi dìu xe khách đi xuống dốc, nhiều lúc xe khách đẩy bung xe tải của anh Bắc, nhưng anh Bắc vẫn cố giả phanh để xe khách bám vào. Khi hai xe dừng lại an toàn, anh Bắc thú nhận, tay chân cứ run bần bật vì sợ. Hành động của tài xế Bắc đã nhận được nhiều sự khen ngợi và cảm phục. Hiện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đang trình Chính phủ đề xuất tặng bằng khen cho lái xe Phan Văn Bắc.